Đây rồi anh em nhé. Đây là cái máy lọc không khí của Camdo nhé. Cái này bán trên Amazon của Mỹ ấy. Hàng rất là xịn sò. Và cho quay cho anh em xem. Đây một thùng như này là hai cái một thùng nhé. Đây anh em nhìn này, hàng xuất từ Amazon nhé. Đây này, sản xuất Trung Quốc nhưng hàng này xuất từ Amazon, bán trên Amazon của Mỹ. Để tôi mở cho anh em xem, mở hạ một thùng đây. Một thùng này là có hai cái bên trong. Máy lọc không khí, cái này thì hàng bán nhà nào cũng cần. Tương đối là to nhé, cao khoảng độ 45, 45, rộng khoảng 25. Đây, mở đi em. Hàng xuất đi Mỹ thì tiêu chuẩn nó sẽ cao hơn. Người biết này, cái tiêu chuẩn để xuất vào Mỹ của nó không phải đơn giản đâu. Để bên trong này, con này màng lọc HEPA nhé. Để đây nhé, bỏ túi ra, bỏ túi ra. Rất là to, bề thế là chắc chắn, rất là chắc. Mọi người nhìn cái độ hoàn thiện nó này, khác bọt hoàn toàn. Ở đây là cái ngăn này là ngăn để hương liệu nhá, mọi người có thể cho tinh dầu cho thứ vào đây, và cái này này để nó phát tinh phát mùi thơm. Đây là phần điều khiển của nó, thì đây đang bảo vệ bằng cái nắp này. Đấy, mọi người mở cái này ra. Đây phần điều khiển của nó đều là cảm ứng hết. Cái bật này, khóa này, cái đặt reset lại này, hẹn giờ này, và tốc độ gió này. Lõi lọc thì cũng có, bên mình sẽ cung cấp luôn. Sau này máy lõi lọc thì sẽ cung cấp sau nhé. Trước mắt là sẽ giao cái máy trước. Đây. Chân cắm hai chân nhá. Phù hợp với cả chuẩn Việt Nam. Đấy, Việt Nam thì ổn ạ, dùng được. Hai chân tròn. Ở bên trong sẽ hướng dẫn sử dụng này, dây cột luôn. Ok nhá, anh em mà chốt thì nhanh tay này, không có nhiều đâu. Lô nó rất đẹp. Ok nhá.